Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. một mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay bốn để đặt hàng. Cảm ơn quý vị. vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của lý sài gòn TV à, Thưa quý vị, à, một cái bản tin này nó đã xảy ra một vài ngày rồi nhưng mà vì nó rất là khủng khiếp à, Nó liên quan đến người Việt Nam. Đó là một ông tên là Minh Nguyễn 54 tuổi. À, hiện đã bị giam giữ không có cho tại ngoại hậu tra với lý do là ông đang bị buộc tội à, đó là giết người và cướp tài sản. Mà cái người mà ông giết đó là một cô gái mới có 17 tuổi thôi và là con gái của bạn gái của ông, bạn gái trước đây của ông. Ông này là một thợ neo ở Alabama. Oh. À, thì cái sự việc này á, là nó xảy ra là vào ngày 9 tháng 12. Thì vào hôm đó là khoảng gần 1 giờ trưa đó thì cảnh sát nhận được tin báo thì khi mà cảnh sát đến cái căn nhà mà của nạn nhân À, thì bây giờ cái cô gái đó người ta đã công bố cái tên của cô tên là Dương Thị Thùy Trang mới 17 tuổi thì khi đến là thấy cô Thùy Trang đó là đang nằm ở ở trong nhà và đầy người nhiều cái vết thương lúc mà cô được đưa vào bệnh viện á thì tuyên bố là cô chết thì sau khi mà người ta khám nghiệm tử thi người ta làm đủ thứ hết thì người ta kết luận là cô này đã bị tấn công tình dục trước khi mà bị giết chết đồng thời khi mà khám xét căn nhà đó thì người ta mới tìm thấy là phát hiện ra là nhiều cái món món đồ của uh, cá nhân của cô Thùy Trang đó đã bị đánh mất thì sau một cái uh, vài ngày mà người ta điều tra thì đến ngày 13tây tháng 12 thì cảnh sát đã quyết định uh, là truy tố ông Minh Nguyễn này uh, với những cái cáo buộc đó là uh, tấn công tình dục rồi uh, giết người và cướp tài sản có nghĩa là truy tố là một cái tội là Uh, hiếp dâm là giết người nè và một cái tội là giết người trộm cắp thì hiện bây giờ là ông này thì được giam không có được tại ngoại uh, cũng theo uh, cảnh sát cho biết thì những cái nguồn tin người ta nói là bây giờ người ta vẫn đang tiếp tục điều tra thì ông này làm việc cùng với lại mẹ của cái cô kia trong cùng một tiệm neo đó thì bây giờ chưa biết không có thấy nhắc đến là mẹ của nạn nhân như thế nào chưa lên tiếng ra làm sao hết thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin này nếu như chúng tôi có được. Trong khi đó thì một cái bản tin có liên quan tới ngân hàng dần dần rất nhiều ngân hàng lớn rời bỏ California. Thưa quý vị, ngày hôm nay có bản tin cho biết rằng là nhiều ngân hàng bắt đầu đóng những chi nhánh của họ bớt lại ở tại California. Không biết lý do tại sao họ lại rời đi, nhưng nó gây ra nhiều phiền toái chứ không phải là giỡn chơi. Là tại vì cái cái khi mà có một cái chi nhánh ngân hàng ở gần nhà mình thì rất nhiều người vẫn thường tới ngân hàng để lo những cái dịch vụ về ngân hàng, về cắt một cái tờ check hoặc là họ có thể rút tiền ra vân vân. Nhưng mà bây giờ đó thì theo như giới chức ngân hàng cho biết quá nhiều người xài digital, có nghĩa là dùng cái kỹ thuật số hiện tại họ lên trên cái phone của họ thì họ có thể deposit cái check được, cắt cái check như thế nào hay là họ có thể rút tiền ra chuyển khoản cho người này người kia vân vân, toàn là làm bằng máy móc không. Cho nên cái số lượng người đó mà đến ngân hàng, hồi trước thì nó nhiều, bây giờ thì còn lại ít thôi. Và cái số ít đó là cái số nhiều người không biết xài những cái điện thoại di đi động. Đó à, thì họ vẫn phải tới ngân hàng thôi. Nhưng mà bây giờ ngân hàng đóng bớt chi nhánh lại thì sẽ gây ra cái phiền phức cho những cái người mà không biết xài những cái hệ thống máy móc tối tân như là điện thoại, là iPad gì đó của mình đó để mà dùng đó để mà dùng giao dịch ngân hàng. <laughs> những ngân hàng mà từ từ rời khỏi California, những cái chi nhánh nha, nhiều lắm. Bank of America có, Wells Fargo có, Citibank có, Chase Bank có, JP Morgan có và những cái ngân hàng nhỏ rồi bây giờ người ta nói tới những cái chuyện gì xảy ra nếu mà chi nhánh của ngân hàng đóng cửa mình không tìm được cái ngân hàng gần nhà mình thì mình lại đi tới những cái uh, nó gọi là financial institution những cái uh, cơ sở mà cũng làm dịch vụ về ngân hàng nhỏ không phải là ngân hàng lớn rồi những ngân hàng nhỏ đó thì những cái điều kiện và những cái quy định đó thì nó là khác với ngân hàng lớn của nhà nước đó cho nên nhiều khi có những cái quy định nó không phù hợp với lại cái 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 giao dịch của mình cái cái mình làm việc với ngân hàng cho nên nó cũng có những có cái phiền toái ở trong đó rồi thí dụ như là bây giờ đó mình à, có chuyện gì đó mà mình cần gặp nhân viên ngân hàng để mình giải thích thì đối với lại thí dụ như là ở vùng bốn xa mình đi những cái ngân hàng mà quanh vùng lý do sài gòn này đó thì có nhân viên gốc việt thì mình có thể tới nói chuyện bằng tiếng việt nó dễ dàng còn không có người Việt Nam thí dụ vậy mình vô rồi tiếng Anh không biết rồi mình phải nhờ người đi nói hay này kia đó thì nó cũng gây ra phiền toái nữa nhưng mà theo tôi nghĩ nha những cái chi nhánh mà họ đóng cửa ở trong cái list ngày hôm nay đó thì nhiều lắm có ở những nơi gần như là ở Anaheim là có những nơi xa xa như là Los Angeles, Riverside thì cũng nhiều lắm thì những cái chi nhánh đó, mà ít người tới thì đó, đó là những cái chi nhánh mà người ta đóng cửa đó chứ còn những cái chi nhánh mà lúc nào cũng bận rộn đông người tới thì chắc là không có đóng cửa những cái nơi đó tại vì vẫn còn những cái sự giao dịch của ngân hàng cho nên cái, cái bài này đó thì họ nói rằng là khi mà chúng ta không có những cái chi nhánh ngân hàng mà mình sử dụng mà nó gần nhà đó thì người ta bắt đầu đi tới cái vấn đề dùng mà, mà máy thông minh để mà trợ giúp cho vấn đề ngân hàng mà rồi từ cái máy thông minh để trợ giúp cho vấn đề ngân hàng của mình đó nó sẽ gây ra lừa đảo trong đó nữa mình sơ hở một cái là thông tin của mình nó bị đánh cắp thông tin bị đánh cắp là tiền trong nhà, nhà băng cũng bị biến mất đó. mà tiền trong nhà băng biến mất mình có đòi lại được hay không thì đã có những cái vụ kiện thí dụ như là một người lớn tuổi cao niên ở tiểu bang Idaho mất 125.000 qua một cái tay lừa đảo mà bây giờ người ta đang đi kiện cái ngân hàng đó 500.000 đô vì cái tội đã sơ hở để cho số tiền đó nó từ chuyển từ ngân hàng ở Idaho mà chuyển qua một ngân hàng ở Hồng Kông và họ nói rằng là khi cái bà này mở cái email của mình lên một ngày đẹp trời thì thấy rằng là à, computer của bà đã bị hack rồi xin theo cái những cái bước chúng tôi chỉ dẫn sau đây để mà lấy lại cái computer của mình thì bà mới làm 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 thì họ nói rằng là trước tiên bà phải chuyển 95.000 đô tới một tài khoản ở Hồng Kông để mà bảo đảm rằng số tiền của bà trong nhà băng nó sẽ được giữ lại ở đó không bị mất à, thì bà rồi sau đó thì thì cái cách nào đó để họ lấy được cái tiền đó bây giờ cái cái bà này và người con của bà là một luật sư đi kiện cái nhà băng đó rằng là đã không có những cái bước để mà ngăn ngừa những cái mà chuyển tiền một cách nhiều lần nhiều tiền như vậy mà không có Uh, uh, cảnh cáo cảnh báo với lại cái người mà chuyển tiền là, ô oh, bà đang rút tiền ra mà chuyển qua một nhà băng ở Hồng Kông như vậy là có dấu hiệu lừa đảo, đó họ không có những cái bước để mà ngăn chặn như vậy, cho nên họ bị kiện mà không biết là vụ kiện thắng hay thua thì chưa biết được bắt đầu bắt đầu kiện thôi, cho nên thấy rõ ràng ha, ngân hàng chi nhánh trưởng ngân hàng đóng cửa, bắt đầu mình học học cái cách mà lên mạng rồi là là là, là kia, học mà không có học đúng á hay là sơ hở cái là thông tin bị rò rỉ rồi lại mất tiền nữa thì đó là những cái gọi là nó nó cứ gây ra cái cuộc sống lâu của mình vòng, nó, nó phiền toái ha yeah. uh, cứ uh, mỗi quý vị cứ thử hình dung là bao lâu rồi mình không có bước đến ngân hàng À đúng rồi ha uh, bao lâu rồi chỉ khi, khi có những cái chuyện nó cần sao ví dụ như uh, những cái số tiền lớn cần phải ra ngân hàng hoặc là ra để nhờ hỏi một cái chuyện gì đó chứ còn lại hầu hết các cái giao dịch Ví dụ như lương bổng thì cũng đã chuyển thẳng vô tài khoản, trả tiền gì đó cũng là ngồi ở đó cứ set up sẵn trên phone rồi cứ gửi đi thôi. Rồi ngay cả bây giờ với với tiền hôm trước trong chương trình cà phê sáng Ngọc Lan cũng đã nói là có một cái phán quyết đã yêu cầu tất cả các ngân hàng phải trả lại những cái số tiền mà của những nạn nhân mà bị lường gạt trong trường hợp họ không phải là cái người chủ động để chuyển số tiền đó đi mà họ bị chuyển là bị họ bị lừa dưới nhân danh một cái ngân hàng hoặc là một cái gì đó chứ còn cái chuyện là ờ, Ngọc Lan tự động chuyển cái số tiền này trả cho Nguyễn Trường vân vân nhưng mà rồi trả lộn hoặc là như thế nào thì cái chuyện đó là mình phải chịu trách nhiệm nhưng mà tự nhiên một ai gọi đến đó, ờ, ngân hàng của quý vị đang giống như trường hợp của anh Nguyễn Trường nói đó thì cái đó bắt buộc là phải phải trả lại cho khách hàng ừ. nếu mà sử dụng giao À, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại